trong gia đình luôn luôn cho tôi nụ Ba cười. ơi, Gì đó con? bữa nay lớp con á được làm bài tập làm văn, bài văn của con được đọc cho cả lớp nghe luôn á ba. Trời ơi, sao hãnh diện dữ vậy, con trai tôi giỏi quá vậy. Cái bài văn con viết về chủ đề gì vậy? Con viết đề về chủ đề gia đình em. Gia đình em sao con? Gia đình em nghèo lắm. Trời đất ơi, thằng này nó làm như là nó hiểu ý của ba nó nè. Có nghĩa là đúng là mình phải khiêm tốn, con hiểu không? Mặc dù nhà mình có giàu cũng không có được nói, mình phải nói nhà mình nghèo. Tại vì nhà mình giàu mà mình nói mình giàu là người ta sẽ nói là mình chảnh, chúng nó ghét. Con hiểu không? Thằng này thông minh, thằng này thông minh. Đọc ba nghe cái bài văn cho ba hãnh diện kia coi. Nhà em nghèo lắm, buổi sáng không có cơm ăn nên mẹ em phải đưa em đi hôm thì ăn súp vi cá, hôm thì ăn bào ngư để đỡ đói. Ba em nghèo đến nỗi không có tiền mua xe máy, hàng ngày phải có xe hơi đến đón con. Nhà em nghèo nên các cô chú ở cơ quan phải đem nhiều quà đến cho. Mẹ em đã mang hai chậu hoa phong lan Đà Lạt ra chợ bán lấy 20 triệu đồng để dành phòng khi bị đói. Nhà em nghèo nên hai cô ô xin giúp việc cho, nhà em cũng rất nghèo. Trời ơi trời, con ơi là con, sao mà con diễn tả cái nhà mình thấy ghê vậy? Tại sao bao nhiêu bài văn mẫu con không có lấy cái con viết rồi con nộp cho cô mà con diễn tả cái nhà mình kỳ cục vậy? Tại vì cái đó là cá tính của con. Mà làm tập làm văn viết cái nhà mình vậy là thua rồi, thiệt tình buồn hết sức.